Cái không, Không, cái loại lá tôi mà bỏ thiết bỏ mộc tôi biết lan, là lá thiết mộc lan mà để cắt cắm hoa ấy, là cái thiết mộc lan thường thôi. Thiết mộc lan mà chúng ta nó không có cái sọc trồng này. có sọc, nhưng mà Wow, nó là tôi cái biết. loại thiết mộc lan lá rủ. Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Thanh Sơn ở cây cảnh chợ hàng.com. Dạ vâng. Hôm nay chú cháu tôi có cái chậu cây gọi thiết mộc lan. Cái dòng thiết này thì lá nó xoắn xoắn chứ nó không lá thẳng mà cũng không phải là lá rủ. Đấy, cái loại này là Cháu nên nó nó cũng là một có. dòng thiết mộc lan thôi. Đấy, con ướm vào chậu. Vâng. Rồi con thử lấy ra khỏi bầu đi nào. Cái này có thể để trực tiếp xuống đáy luôn, không cần phải rút ra đâu, vì là không cần phải nó cao. Và cái cây thiết mộc lan đấy thì nói thật cho nó là cái thiết mộc lan là sức sống của nó phải nói là cực kỳ mạnh mẽ đấy. Nếu mà chúng ta mà trồng môi trường mà trong ở ngoài hiên đấy thì chắc chắn là nó sống, các bạn không phải lo. Thế nhưng còn đâu trường hợp chúng ta trồng trong nhà thì cũng không nói mạnh được, kể cả những cây rất khỏe như thiết mộc lan này thì cũng vẫn có thể là nó bị ốm bệnh như các thứ, là nó chết là chuyện bình thường, vì hoặc là nó nhợt lá ra. Con cho đất vào đi. Vì dâm quá là nó nhợt, xong rồi cái thứ hai nó độ thoáng không có. Chúng ta cứ đóng cửa, chúng ta ngồi văn phòng bật điều hòa gần như một ngày là một buổi 4 tiếng thì chúng ta mở cửa được vài ba hai ba lần thôi. Thế chứ còn những cái cây này mà nó ở những cái nơi mà kiểu người ta ra vào thường xuyên đấy, cửa kính người ta ra vào ấy, thì là cái cây nó sẽ được trao đổi không khí thì nó dễ phát triển hơn. Thế nên chúng ta ở văn phòng rồi tối chúng ta về chúng ta cố gắng là bê cây, có thể là không hôm nào cũng bê được, nhưng mà có hôm một tuần chúng ta một vài lần chúng ta bê cây ra ngoài hiên, ngoài 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 cửa cho sương gió hoặc nước mưa, nếu đêm nó có vào nó vào, thì sáng ra thì để một chút nắng, nếu có cái chỗ nắng hướng đông buổi sáng tầm 7 đến nắng trực tiếp, nhưng mà nó là tầm 7 đến 8 giờ thôi, chứ nếu mà đến 9 giờ là có thể nó lại cháy rồi. Nên chúng ta để đấy thì đừng quên, mà chúng ta phải nhớ mang vào. Đấy, con nhét đất vào. Thế còn một vài cái lá này, lá cuối này nó bị chẳng hạn như là nó hỏng như này, chúng ta có thể cắt bỏ đi, thì cái lá này nó là sát đất nhất, gần đất nhất, đúng không? Nè, Nó có phải bị cháy nắng quá không không phải thì đâu, cái này là do cái lá này nó sát lá già quá rồi, thì cái lá này nó cũng cỗi rồi, Vâng. nên là nó có thể là nó cũng dẫn dễ tới là nó do nó thoái hóa rồi nó bỏ đi thôi. Còn những cái lá trên này mà nó đẹp như này, lá ngọn mà nó đẹp là được. Đấy, con cho đất vào chèn chặt vòng quanh vào. Cái cây mà chúng ta trồng ấy, chúng ta cũng tại sao ấy là cứ xoay vòng vòng ấy để nhìn xem nó có cân cắn không, chứ một mé ta nhìn thì nó không rõ được, đúng Vâng. không? Đấy, con xoay đi, con nhét nhét đất chắc xuống một tí. Cái thiết mộc lan đấy mà nó có sọc vàng và xanh, nếu mà vàng thì thành trắng mà xanh thì thành xanh nhạt, nghĩa là nó quá thiếu ánh sáng. Nên chúng ta cũng lưu ý là để cho cái ánh sáng nó vừa phải đối với cây, mà nếu không thì chúng ta đổi ra cái môi trường bên ngoài hiên cho nó sống được bền hơn. Còn thiết mộc lan này khó chết lắm. Còn thiết mộc lan này bản chất là như là miền Bắc Việt Nam chúng ta bây giờ cắt ngọn dâm nó vẫn sống vào mùa nóng, vì thiết mộc lan nó sinh trưởng vào mùa nhiệt độ cao. Cắt cái ngọn này đi, dâm vào nó cũng thành cây. Chúng ta cắt ngọn cây nó dài quá, chúng ta cắt ngọn thì chúng ta dâm Cái là nó này người ta sống vẫn cắt lá để cắm hoa. rồi. Không, cái Không, loại lá tôi mà bỏ thiết bỏ mộc tôi biết lan, là. lá thiết mộc lan mà để cắt cắm hoa ấy, là cái thiết mộc lan thường thôi. Thiết mộc lan mà chúng Nó ta không có cái sọc trồng này. có sọc, nhưng mà Wow, nó là tôi cái biết là. loại thiết mộc lan lá rủ. Mà cái thứ hai là trồng ở ngoài bờ rào bờ rịu ấy, thì là chúng ta đem về cắt lá, chúng ta đem cắm cái thứ được. Chứ cây này thì cái tiền lá nó còn đắt hơn cả tiền hoa, thì sao mà chúng ta làm được. Còn cái thiết mộc lan kia là nó ở miền Bắc chúng ta trồng lâu rồi, Vâng. nó cũng phát triển bình thường mà. Thế nên ra là chúng ta vặt cái lá nó để chúng ta cài vào những cái chậu hoa hoặc cái bó hoa cho nó đẹp. Còn cây này thì không có lá đâu mà các bạn mà bó vào bó hoa đâu. Cái Cái lá này cây chỉ này để nó bàn. lên chậm, tốc độ nó không giống như cái cây thiết mộc lan thường mà chúng ta vẫn chơi. Đấy. Trông như trông xinh. Thế là chú cháu tôi cũng đã được một chậu thiết mộc lan. Nhưng mà thiết mộc lan này tôi cũng lưu ý, thiết mộc lan nó cũng có nhiều dòng lắm. Cái dòng này cái cây thiết mộc lan này chú cháu chúng tôi trồng nhưng nó bị gián đoạn một chút, thì cháu gái tôi có cái bạn nào gọi ngoài kia, tôi dừng lại một tí thôi, khách hàng thông cảm một chút. Đấy, thế bây giờ chậu thiết mộc lan của bạn Thúy này đẹp rồi, rất mong là quý vị và các bạn ủng hộ chú cháu chúng tôi bằng cách nhấn chuông hoặc đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. chẳng
mà người ta phải xông đúng không, xông là để giải biểu. Từ từ anh ơi, em bỏ hết cái hộp này đó, nắm hộp quá. Muốn giải biểu là phải cho nó nóng lên, xong rồi chùm chăn vào, xong là nó có tinh dầu nó bay vào thế nó mới giải cảm. Bây giờ nó cả đời cũng ra mồ hôi cả... chết rồi, ra mồ hôi không sao cả, nó tốt mà. Thôi, nhớ nha, cái gì vào đấy chưa? Chảo xấu thế. Thôi toát mồ hôi càng tốt chứ sao. Cái con sợ tao không toát mồ hôi, không toát mồ hôi, toát mồ hôi nó thải độc. Cơ thể nó thanh nhiệt. Thanh nhiệt thải độc. Nước nó vào thì nước nó ra thì nó đem theo nó lọc thêm những cái thứ tạp chất ra. Thanh nhiệt thải độc. Ừ, chứ các con không ra mồ hôi bao giờ nhá. Thì con chỉ có mỗi một đường là nước tiểu thôi, đúng không? Thế là mọi cái nó phải đi qua nó thận ra hết. Từ còn nó ra còn đường mồ hôi nó không phải đi qua thận. À. Đấy, rồi con chuẩn bị cái này đi. Bạn là người yêu cây? Bạn muốn được giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật chăm sóc cây cảnh? Hãy tham gia vào group bằng cách tìm kiếm cộng đồng cây cảnh trẻ hàng trên Facebook. Hãy đúc chuột vào mục tham gia nhóm để được tương tác bài viết với chúng tôi nhé.